xin chào các bạn. Tháng qua tại Family với rất nhiều tin tức và hoạt động mới. Ngay bây giờ hãy cùng Kim Hạnh nhìn lại những sự kiện nổi bật nhất đã diễn ra trong tháng. Định hướng của đơn vị nhũ trong tầm soát ung thư vú cho phụ nữ. Cùng lắng nghe lời tâm sự của bệnh nhân tại Family. Thành quả của chương trình ươm mầm hạnh phúc năm 2021-2022. Đào tạo sư cấp cứu cho nhân viên resort Resma Premier Đà Nẵng. Sau đây là những nội dung chi tiết. Trong các loại ung thư vú là loại thường gặp nhất ở phụ nữ và đó cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong độ tuổi từ 40 đến 50. Nguy hiểm hơn, tỷ lệ người trẻ dưới 40 tuổi mắc bệnh này đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, với sự phát triển của các kỹ thuật hiện đại ngày nay, biện pháp sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú đã giúp cải thiện tỷ lệ chữa khỏi cho bệnh nhân. Tại Bệnh viện Đa khoa Gia đình, tầm soát ung thư vú là một trong những vấn đề được các chuyên gia quan tâm hàng đầu. Sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Trang chia sẻ về những định hướng của đơn vị nhũ trong tầm soát ung thư vú cho phụ nữ. Đơn vị nhũ Bệnh viện Đa khoa Gia đình là đơn vị về vú đầu tiên của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận, hoạt động theo mô hình kết hợp giữa lâm sàng và cận lâm sàng. Có nghĩa là chúng tôi sẽ nhận từ khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về tuyến vú. Ung thư vú là bệnh lý rất hay gặp ở người phụ nữ, tuy nhiên chính người phụ nữ lại không có sự quan tâm đúng mức với nó. Nếu như ung thư vú được phát hiện sớm ở những giai đoạn đầu tiên và có những phương pháp điều trị thích hợp, thì tỷ lệ sống trên 5 năm của người phụ nữ sẽ lên đến 80 đến hơn 90%. Và càng về sau thì tỷ lệ này càng giảm. Cụ thể là khi phát hiện ung thư vú ở giai đoạn 4, tỷ lệ sống trên 5 năm của người phụ nữ chỉ còn hơn 20%. Do đó, đơn vị vú của chúng tôi luôn đặt mục tiêu sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú lên hàng đầu, nhằm góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân ung thư vú. Tại Family, một cuộc điều trị thành công không chỉ là kết quả trên nền giấy mà còn chữa lành những vết thương tâm lý cho bệnh nhân. Mang trong mình bệnh tật dù nặng dù nhẹ thì ai cũng đều lo lắng và bất an. Chính vì lẽ đó, Family luôn tận tình trong chăm sóc và tận tâm trong điều trị. Chúng tôi tin rằng trao đi chân thành sẽ nhận được sự chân thành. Không gì hơn, món quà to lớn nhất của bệnh nhân dành tặng cho Family chính là sự yêu quý và hài lòng. Nhập viện ở đây thì đầu gối mình chỉ cử động gấp gối được khoảng 45 ấy. Lúc ngủ mình cũng sợ chứ, mà sang ngủ cỡ một ngày thì đó cũng nhức. Nhưng mà ngày thứ hai thì cũng đã rỡ rồi, cơ ngày thứ ba thì thấy nhất, mình cũng không chìm giống đau nữa. Mình thấy cả mổ như đây mình thấy có hiệu quả. Trước khi vô phòng mổ tôi thấy mà mổ lòng cái đứa nghĩ là cứ làm cũng mấy tháng chưa hết. Mà mổ xong ra ngày trước ngày sau có bác sĩ tập nhân lực chân tập sơ sơ đi được mấy bước. Ngày đào có ngày thứ hai đi được năm ba mấy, ngày nay là đi được không. Năm thứ ba đồng hành cùng chương trình ươm mầm hạnh phúc, đơn vị IVF MD Family đã gặt hái được nhiều quả ngọt, hiện thực hóa ước mơ gia đình trọn vẹn cho nhiều cặp vợ chồng là nhân viên y tế hiếm muộn. Như một lời tri ân gửi đến những nhân viên y tế đã gác lại giấc mơ gia đình hạnh phúc để hoàn thành sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân trong thời điểm dịch bệnh, IVF MD Family đã tài trợ toàn bộ chi phí thụ tinh ống nghiệm cho 10 cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2021. Trong đó, 7 gia đình đã có tin vui, còn 2 phôi đông lạnh cho trường hợp chưa thành công trong lần chuyển phôi đầu tiên. Thành quả này sẽ là động lực để IVF MD Family tiếp tục cố gắng để giúp đỡ thêm nhiều gia đình chạm đến ước mơ mái nhà hạnh phúc với đủ đầy tiếng khóc cười của trẻ thơ. Ngày 25 tháng 8 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Gia đình đã phối hợp với Resort Resma Premier tổ chức lớp học sơ cấp cứu ban đầu cho nhân viên tại Resort. Chương trình mang đến cho học viên những kinh nghiệm và kiến thức bổ ích để xử trí những tình huống tai nạn bất ngờ cho khách hàng, đồng thời huấn luyện kỹ năng phối hợp hỗ trợ giữa người có mặt tại hiện trường và nhân viên y tế. Nếu bạn đang thắc mắc lớp học này diễn ra như thế nào, cùng theo trang MC Hồng Như để khám phá. Xin chào các bạn, Như đang có mặt trực tiếp tại lớp học đào tạo sơ cấp cứu được tổ chức tại Resort Resma Premier. Buổi học ngày hôm nay có 35 học viên và hiện tại các học viên đã được chia thành hai nhóm nhỏ với sự hỗ trợ của các điều dưỡng. Sau khi kết thúc phần lý thuyết, các học viên được chuyển sang phần hấp dẫn nhất của buổi học, hướng dẫn thực hành, cùng Như lắng nghe cảm nhận của một số học viên tham gia buổi học này nhé. Cá nhân mình á thì đây là một lớp học rất là cần thiết, rất là quan trọng, bởi vì đây là kỹ năng cần thiết cho tất cả mọi người, đặc biệt là đối với ngành dịch vụ lưu trú. Bởi vì khi mà khách sạn khách ở lại với khách sạn thì họ luôn luôn cần một cái gì đó gọi là để đảm bảo an toàn tính mạng. Chính vì vậy mà cái việc mà nhân viên họ được trang bị cái chứng chỉ về sơ cứu khẩn cấp an toàn thì đây là một điều rất là cần thiết. Kỹ năng hô hấp nhân tạo là luôn có ý nghĩa đối với tôi vì có thể mang lại cho tôi nhiều điều hiểu biết và để vận dụng trong đời sống xã hội, kể cả trong công việc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Family của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.